Trở lại với channel của mình là Bisugui đây. Và chào mừng đã quay trở lại với cái series mà Bisugui chơi đối cho trong lý mùa 500 lần nữa năm ơi. Thì hằng ngày hôm nay Bisugui được phép gửi tới cho tất cả những con meta hiện tại đang rất là hot ở trong cái thế giới nha. Thì các bạn này người ta đang chơi rất là nhiều ở trong cái thế giới, nhưng mà ở những cái meta và cũng như là những cái server khác á, thì mình không biết là người ta có chơi nhiều hay không. Thì nếu như mà em chưa biết tới các bạn này thì ngày hôm nay mình xin được phép hướng dẫn cơ bản cũng như là cách chơi, cách build đội hình như thế nào để cho đúng nhất và cách chơi nó chuẩn nhất nha. Thì mình xin nhắc lại nha, đây chỉ là hướng dẫn cơ bản cho những anh em nào chưa biết tới cái meta này hoặc là chưa biết chơi thôi. Ok, thì cái bà này có những yếu tố tiên quyết như sau á. Thứ nhất á, là đội hình của anh em phải mạnh lúc đầu game, đép máu được. Hoặc là nếu như mà anh em không đép máu được á, thì anh em phải roll sớm ở level 6 hoặc là level 7 gì đó. Và cái bà này á, còn thứ nhất á, đó chính là fit đồ stick 2 sao và đồ chuẩn nha. Thì đồ chuẩn của fit đồ stick cho cái bà này là cái gì? Thì mình thấy người ta hay chơi nhất á, và ba đồ đẹp nhất có thể ghép á, đó chính là găng bảo thạch, vô cực kiếm với lại là mũ thủy. Đây là ba đồ đẹp nhất có thể ghép nha anh em ơi. Còn nếu như mà anh em không có thì hoàn toàn anh em có thể chơi những cái đồ khác như là quỷ thư nè, bàn tay công lý nè, hoặc là găng nè. Nói chung là đồ mà nó đẹp đẹp hoặc là nó chuẩn chuẩn tí là được rồi. Có phép nè, có sốc sát thương nè, với lại là có đốt máu là được nha. Nhưng mà ba đồ mà có thể là chuẩn nhất và đẹp nhất để ghép cho fit đồ stick á, tại vì trong cái bà này á chỉ có một mình con đó là gai đam nha anh em ơi. Cái bài này thường người ta hay nói là cái bài này là bài tiên phong bí ẩn á anh em ơi. Nếu như mà anh em nào mà từng chơi mùa 3, mùa 4 á, thì anh em cũng đã biết tới cái bài Nerco nè, hoặc là bài Zillion nè, hoặc là những cái bài mà độ hình full tăng chỉ có một con phép duy nhất carry á, thì bài này nó cũng tương tự như vậy nè mà. Nhưng mà không phải là tiên phong nha, mà đó chính là kẹp với hiệp sĩ và thiết giáp. Nhưng mà nó cũng cách chơi á, y hệt như vậy nha, cũng là đi chung với bí ẩn và kẹp thêm những cái con tăng vật lý vào á. Và cái bài này chỉ có một mình con fit đồ stick nó có đam thôi, nên phải bắt buộc là đồ chuẩn và phải là ba đồ cho nó mới gánh được đam nha. Thì bài này nó sẽ hoàn thiện đồ hình ở level 8. Nhưng mà nếu mà anh em yếu á nha, và không đép được máu lúc đầu game á, thì anh em có thể roll trước ở level 7 để kiếm tướng nè, để đép đồ hình nè. Và nếu như mà anh em đép được lúc đầu game mạnh á, thì có thể hoàn toàn chơi được cái bài này. Ok, thì nếu như mà anh em nào muốn làm gì, hoặc là úi xôi quỷ thư luôn, ngon, mũ á, mũ thì mình có rồi nên mà không lấy được nữa nha. Lấy hai mũ thì nó lại hơi phí, nên thôi lấy cái quỷ thư đi. Mình ghép mũ hơi sớm anh em ơi, nếu mà có mũ gì thì mình lấy rồi. Nhưng mà chọn này mình ra đồ đẹp quá, không hiểu tại sao mà ra 3.6 nha, ra full đồ chuẩn cho fit đồ stick luôn và ra luôn con này chơi luôn nha anh em ơi. Thì cái bà này đồ hình chuẩn á, nó sẽ là đi chung với hai hoặc là ba bí ẩn, và chắc chắn rồi phải đi chung với thiết giáp và tà thần với lại là hiệp sĩ nha. Thì mấy cái búp này nó cũng là 2-4 hoặc là 2-3 cái kiểu thôi nha anh em ơi, nên anh em hoàn toàn có thể là xoay qua xoay lại được giữa nhiều hiệp sĩ nè, hoặc là kẹp thiết giáp, hoặc là kẹp thêm bí ẩn, hoặc là kẹp thêm tà thần. Tại vì mấy con này anh em chỉ cần bỏ một con ra và bỏ một con vào là nó đã thay đổi búp rồi nha anh em ơi. Tại vì tà thần nè, bí ẩn nè, hiệp sĩ nè, thiết giáp nè, nó cách nhau có một con tướng thôi. Anh em thích mà chơi cái búp này nhiều á thì bỏ bớt con nó ra, xong mà thay thêm con khác vào là được. Ok, và cái bà này bắt buộc phải là fit đồ stick 2 và cũng như cái dàn tăng 2 nha. Bà này thì nó sẽ lấy CC với lại là không chơi cứng á làm chủ đạo, còn đam nó sẽ là ít hơn so với những cái bài khác. Nhưng mà con fit đồ tích này á, nếu như mà đồ chuẩn và 2 sao á, thì nó gánh đam được, anh em khỏi cần phải lo. Ok, giờ mình sẽ tiếp tục tích tiền lên level 8 nha. Trận này mình ra đồ chuẩn sớm, ra tướng đẹp với lại là full 2 sao, nên mình cũng đếp máu được khá là nhiều lúc đầu game. Lúc đầu game là mình không cần fit máu, không cần phải bán máu lấy đồ, mà đồ nó vẫn ra cực kỳ chuẩn. Đồ như vẻ nên mà găng vô cực với lại là mũ luôn, khá là đẹp. Hồi nãy nếu như mà mình không có ghép cái mũ sớm á, là đồ ánh sáng là mình chắc là cũng đã lấy cái mũ rồi nè mà. Nhưng mà cái này á, nếu như mà anh em đã full đồ cho con fit đồ stick này rồi nha, thì những cái món đồ tiếp theo á, anh em nên kiếm là cho Galio hoặc là cho Rail. Mà cái đồ mà ngon nhất cho Galio cầm hiện tại á, đó chính là cái quỷ thư. Tại vì nó đốt được rất là rộng, với lại là nó cũng có thêm đam á. Còn nếu như mà anh em có đồ tăng á, thì cứ ghép cho Galio với lại là Rail thôi. Đây là hai con tướng 4 vàng mà có thể tăng cơ mạnh nhất hiện tại rồi. Còn tướng 5 vàng đó chính là Garen nha. Bà này đang cực kỳ mạnh. Và ở những cái server khác á, mình không biết nó có hot hay không, nhưng mà ở server Việt Nam anh em à, thì mình rất là ít thấy người ta chơi cái bà này. Có thể là người ta chưa biết tới nhiều, hoặc là anh em cũng chưa dám thử á. Tại vì mình mới biết tới cái bà này tầm mấy ngày trước thôi anh em ơi. Tại vì mình có theo dõi chung cái thế giới á,
Và nhiều anh em cũng hỏi mình là theo dõi cái đó ở đâu. Mình cũng đã trả lời rất là nhiều lần rồi. Đó chính là trên nền tảng Twitch livestream trực tiếp đó nha. Nó phát theo ngày anh em à. Và cái lịch đó nó mới phát lận, chứ không phải là ngày nào cũng có nha. Và có giờ nữa. Anh em nào mà muốn xem thì có thể tìm hiểu thêm nha. Mình chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Nếu như mà anh em có thêm cái vút 7 nè, có thêm cái cốc nè, thì hãy ghép luôn. Và ghép cho thằng support đứng cạnh Fiddle Stick nha anh em ơi. Fiddle Stick thì không cần mang những cái đó, nhưng mà cái vút 7 á, là mình nghĩ là còn phải có. Thì mình nhắc lại nha, nếu như mà không có ba đồ chuẩn này á, thì anh em hoàn toàn có thể chơi những cái đồ khác tạp nham tí cũng được. Nhưng mà chỉ cần là có phép, có thêm một chút sốc sát thương là được rồi, không cần phải quái chuẩn như này. Bài này yếu á, thì lên level 7 roll, không yếu á, thì lên level 8 roll. Còn nếu như mà anh em quá mạnh đi, thật sự là trận này nó quá hơn, hoặc là đồ ra quái chuẩn tướng lên 2 sao sớm á, thì anh em có lên level 9 chơi luôn. Bài này level 9 thì kịp được thêm một đống búp luôn á anh em ơi, sướng lắm. Ok nha. Anh em nào mà xem thấy ít hoặc là thấy hay á, hãy đừng quên để lại một like ủng hộ cho mình. Bấm đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình đang trên kênh hàng ngày nha. Đây là nguồn động lực rất là lớn luôn để cho mình tiếp tục thực hiện những video thật là chất lượng hơn mỗi ngày. Và gửi tới cho tất cả anh em xem nha. Tại vì bà này là bà đánh về lay như em ơi. Khi nên mà anh em đánh á, là chỉ hướng tới một là lọt top, còn hai là top cao thôi. Một là top 2, hai là top 1. Tại vì bài này nó cần rất là nhiều tướng 4 vàng với lại 5 vàng nha. Kiểu như là giống bài Exodia vậy, nhưng mà phiên bản thấp hơn một tí thôi. Tại vì bài này nó còn tận là hai con tướng 5 vàng, đó chính là Gwen với lại là Volibee. Và còn rất là nhiều tướng 4 vàng, như là Fiddle Stick nè, Rail nè, Ivan nè, Galio nè, Jack nè. Đó, tùm lum tùm la á. Còn tướng 3 vàng thì có thể kể tên như là Nocturne nè, hoặc là Nocturne thôi anh em ơi. Nếu như mà anh em muốn kẹp thêm tà thần á, là chỉ có thể Nocturne thôi. Bài này thì kẹp 3 tà thần là đẹp nhất. Nếu như mà anh em lên được level 9 á, thì kẹp 4 tà thần. Và đây là chỉ là những cái búp và những cái món đồ mà mình nói nó cơ bản nhất thôi nha. Còn nếu như mà trận đó anh em có biến đồ nè, biến gì ta, biến hệ đúng rồi, thì có thể xoay chuyển thất. Nếu mà có biến hệ thì anh em có thể xoay chuyển theo những cái hướng khác cũng được. Bỏ bất những con tướng nào ra đó, các kiểu gì á. Thua nữa rồi. Hôm nay có Nerco nè. Mấy cái bà mà kiểu như là chơi tướng 4 vàng 5 vàng nhiều vậy á, mà cái anh em lúc đầu game mà có Nerco sớm á, thì có thể chốt được luôn nha. Tại vì mấy cái bà này rất là cần Nerco. Còn mấy cái bà mà carry mà 1, 2 sao, 3 sao, 3 vàng cái kiểu á, thì mấy cái bà đó roll chay cũng được, không có cần Nerco cho lắm. Cái bà Fiddle Stick này á, hiện tại thì mình thấy là ít người chơi, với lại là chưa có trên bảng xếp hạng luôn á. Mà cái độ hiệu quả của mình test á, thì nó rất là cao nha anh em ơi, khá là mạnh. Anh em nào mà chơi rồi á, hoặc là sau khi mà xem cái video này mà thử á, thì đừng quên bình luận ở phía dưới về cảm nghĩ và cái sức mạnh của cái bà này nha. Để kiểm chứng anh em ơi, để xem nó có thật sự mạnh như là đồ hay không. Riêng mình thì mình test qua thì thấy nó khá là mạnh nha. Còn anh em nào mà test rồi hoặc là chơi qua rồi thì hãy cứ bình luận cảm nhận ở phía dưới, để giúp cho anh em một cái nhìn nó trực quan hơn anh em. Không phải là từ một phía về mình, mà là từ nhiều phía về anh em nữa. Đây có vút 7 rồi, giúp gai là đồ tăng này, cứ ghép hết đi, tí nữa bán Leona này bỏ về sau. Tạm thời là kẹp cái tà thần đi anh em ơi, chưa có Ivan. Đấy, Fiddle Stick cầm đồ này đam cực kỳ ảo luôn. Mà chỉ có một nó có đam thôi nha. Bài này là chỉ có một mình nó có đam thôi đó nha anh em ơi. Anh em cẩn thận xếp nó như thế nào á, chứ nó bị stun hay là nó bay ngu là thua á. Rồi, hiện tại đồ hình của mình cũng khá là đẹp rồi anh em ơi. Có Galio nè, có Rail nè, có Fiddle Stick 2 nè, Nautilus, Gwen, dắt các kiểu luôn rồi đó. Vậy thì thiếu con Volibee với lại là con Ivan là đủ rồi. Với lại là roll full cái đồ hình này 2 sao là đẹp. Những cái đội hình mà đánh vào lay như thế này mà tướng 4 vàng carry á, thì chỉ cần full đội hình 2 sao thôi ơi.
thì đã mạnh lắm rồi, chứ không cần phải bay sao con nào đâu nha. Đây, đội hình này đẹp lắm rồi đó. Chỉ còn fit đội stick này 2 thôi là đem quá trời quá đất rồi. Đánh quá mà rất là được cô nó là đẹp. Chuẩn bị. Nước mắt à, hơi xí đá. Nó nốt nha. Ivan không ra một con anh em ơi. Ảo thật đấy. À đây rồi, có dắt luôn. Ivan thì thay Baran bán cái con Baran lấy cái quỷ thư cái. Ồ, fit đồ stick à. Trận này thì chắc fit đồ stick 2 đó anh em ơi. Bởi vì không có nơi cô đến nuôi nữa. Đây đội hình nếu như mà level 8 á nha, thì đây là đội hình đẹp nhất có thể mà anh em build. Ở level 8 á nha anh em ơi, là đẹp nhất có thể, còn là level 9 á, anh em kẹp theo con Volibi vào. Còn nếu như mà anh em có Volibi sớm á, thì bỏ nắp tool ra, anh em thay Volibi vào nha. Nắp tool này mình chỉ có kích bút thôi á. Đồ hình này nếu như mà xét vào cái độ châu chó thì em đừng hỏi tại sao mà nó châu luôn. Đồ tăng ngon quá. Galio 2, rêu sắp 2 luôn nè anh em ơi. Ra cái quả giáp máu này ngon quá anh em. Sướng thật. Đây, độ tăng thì em cứ quất hết cho Galio nha, tại vì nếu như mày xét vào cái độ tăng thì Galio chắc chắn là nó sẽ hơn Rêu 100%. Nó có chiêu diễm sát thương mà tăng ghê lắm. Đây, nếu như mày xét vào cái độ châu chó thì cái này là bay thiết giáp nè, bay tài thần nè, bí ẩn nè, hiệp sĩ nè, đó châu thì còn nào bằng nữa anh em. Mà đam thì hơi thiếu nha, chỉ có một mình con fit đồ stick đam thôi, nên em phải xếp như thế nào cho nó bay đẹp, cho bay xấu là thua. Mà chỉ cần bay đẹp tí thôi thì với cái lượng đồ mà như thế này á thì đam rất là nhiều rồi. Nên mình mới nói là cái cần nhất á là đồ đẹp cho con fit đồ stick này nha anh em. Nếu mà đồ đẹp á thì dễ lọt top hơn. Còn đồ xấu á thì hơi xui. Đồ xấu thì cần phải nhân phẩm hơn nhiều tí. Con tướng này sớm các kiểu á. Đồ hình này mình cũng không cần gì nhiều nữa anh em ơi. Cứ để cho nó tự ra full 2 sao thôi. Còn giờ mình tích tiền lên level 9 là đẹp. Anh em nào muốn mình làm gì cứ bình luận ở phía dưới nha. Thank you anh em nhiều. Anh em nào xem thấy hay hãy nhớ để lại cho mình một like nè, đăng ký kênh nè, cũng như là bấm cái chuông nha, để nhận thông báo mới nhất về những video mình đã cho kênh hàng ngày. Cảm ơn anh em nha. Mình sẽ cố gắng cập nhật mấy cái meta mới nhất về chung kết thế giới với lại là những cái phiên bản thay đổi á anh em. Tại vì thay đổi hàng ngày mà. Bay vào. Trời ơi, nó bay vào một phát tên bạn không còn gì để chơi luôn. Ông này Lucian đồ đẹp quá ta, nhưng mà gặp mình thì bắn nó sáng mai. Mặc dù là Lucian nó cũng xanh đó, nhưng mà anh em thấy không, bắn cái đồ hình của mình rất là tốn thời gian. Cực kỳ tốn thời gian luôn. Bắn không chết nổi. Quả dắt kỵ sĩ kia nhìn chiến nữa nhờ. Đồ này cũng ngon anh em ơi. Thật. Chỉ có mấy cái biến thiên thần là không ngon đâu, chứ đồ này trong đây cũng ngon đó. Làm được hết. Bà này thì người ta hay gọi là tiên phong bí ẩn nha, cho nó dễ hiểu anh em ơi. Tăng cơ thôi mà, toàn tăng không. Mày nhìn vô toàn tăng không à.
hồi trước nó, nhưng mà mới ra cái mùa năm này, mùa 5.5 này anh em ơi, thì nó cũng xuất hiện một cái meta về Fiddle Stick Carry á, nhưng mà bị nép với lại là bị giảm sức mạnh nhiều quá nên nó cũng biến mất rồi. Bây giờ lại xuất hiện lại nhưng mà với cái một đội hình khá là mới. Cái con Galio này nè, nó cũng phụ được một chút đam giống như con ai chốt ở mùa 4 gì đó. Vừa tăng cơ vừa phụ đam. Con dắt ở trong cái đội hình này á, thì thật sự là phụ đam nó không được nhiều cho lắm đâu nha anh em ơi. Tại vì nó không có búp nào á, búp chiến binh cũng không có nè. Rồi mấy cái búp khác cũng không có nữa. Nhưng mà nếu anh em có đồ đam dư á, thì có thể ghép cho con dắt này cũng được. Mà riêng cái đồ hình này thì anh em đừng nên lụm mấy cái đồ đam nha. Như là kiếm cái kiểu anh em cứ lụm full tăng với là đồ chuẩn cho fit đồ là đẹp nhất. Nếu như mà nó tự ra đồ đam thì có thể ghép được cho con dắt này. Còn nếu như mà nó không ra thì cũng đừng có lụm nha anh em. Tại vì con dắt trong cái đồ hình này thì đam nó không phụ được bao nhiêu đâu. Thêm cái quả máy chiếu rồi nữa rồi, thôi rồi chưa. Đây, nếu như mà em có Volibear ra ở level 8 như mình thì thay con Nocturne luôn. Lên level 9 thì em có nhiều sự lựa chọn mà. Anh em có thể kịp thêm một là tài thần nè, hai là bí ẩn nè, ba là tướng năm vàng nè. Nếu như mình đang có biến thiết giáp á, trời ơi thì quá tuyệt vời. Cái trận này mình không hiểu sao mà nó ra biến hệ ít quá anh em ơi. Mình không ra luôn á, còn người ta ra 2-3 cái nè, thấy không? Biến thiết giáp nè, biến tái tạo nè, biến tùm lum tùm la hết. Mình thì không ra cái nào, buồn thế nhỏ. Hôm nay ra hai cái biến pháo thủ à, mình vẽ đồ à, chơi Lucian ra hai cái biến pháo thủ qua đây mà vẽ à. Ảo thật đấy, 6 vệ binh 4 pháo thủ, ra hai cái biến luôn. Ủa trận này có 3 người chơi Lucian luôn á. Ông này mới Lucian 1 à. Bắn sao nổi. Bắn sao nổi. Mày xin. Đây ông này cũng Lucian. Ông kia cũng Lucian. 3 ông Lucian luôn anh em à. Rồi một ông đi rồi. Lên level luôn. Có Ivan luôn nè. Ui fit đồ stick này trận này ra cực kỳ nhiều luôn á. Trận này không ai giành hay sao quá anh em. Có cái bài Gwen Carry á, mình cũng có làm rồi, anh em nào chưa xem thì có thể xem lại nha. Gwen Carry cũng có nè, Jack Carry cũng có nè. Ivan thì đồ dị thôi chứ không có carry nổi nha. Rồi cái này là fit đồ stick carry nè, bài Nocturne Carry cũng có luôn. Còn mấy con kia là mấy con tăng thôi. Mấy con mà kiểu như là Galio nè, Nautilus nè, Jack nè, Volibear nè, Rail nè. Đây là 4 hay là 5 con rồi đó, có thể kịp vào bất kỳ một cái đội hình nào ở thời điểm hiện tại nha. Tại vì nó đi chung được hết luôn anh em. Tại vì chỉ cần 4 đến 5 con này anh em bỏ vào bất kỳ một cái đội hình nào nó cũng là kích được hết tất cả búp á. Nó mới ảo. Hãy xem với Lucian mạnh đó nha. Fit đồ stick 11.000 đam mà gánh không nổi luôn. Xếp lại một tí nè. Còn hai ông thì hai ông này đều Lucian carry hết. Mà hồi nãy là vừa mới giết một ông Lucian nữa anh em à. Là ba ông Lucian luôn á.
hèn chi một ông lên được một sao, à hai ông này lên được hai sao, tội ông kia thì một cục luôn, máy chiếu một cục luôn. Góc bay về đẹp nè. Ôi hơi xấu bạn ơi, bay hơi xấu rồi. Mà vẫn được, vẫn được, vẫn được, vẫn được. Tại vì con fiddle stick này nè, cứ mỗi một người mà nó giết được á là nó sẽ tăng thêm một giây cái chiêu cuối. Nên với cái lượng đồ này là nó bay vào là chiêu cuối nó chỉ cần gồng đúng một lần thôi là xài hoài luôn. Xài hoài luôn. Khi mà lúc đang fiddle stick đang bật chiêu cuối nha, mà chiêu cuối của nó giết được một thằng á thì tăng thêm một giây sử dụng. Mà cái lượng đồ nó sốc đam như thế này á, mình nói thiệt với anh em, bẻ cháy bỏ chết, một mình volleyball random ra quả đồ. Trời ơi cũng được anh em, mà nó cũng có độ tăng là được rồi. Mà hồi nãy volleyball một sao random ra quả đồ ác chiến thiệt, chiến báo thiệt. Hôm nay cũng mạnh đấy. Garen 2 luôn mà. Nó quên bỏ máy chiếu qua rồi. Hên quá vẫn dính Lucian. Trời ơi góc bay vào quá đẹp luôn anh em, mạnh kinh khủng luôn á. Nice, ok và GG tất cả em nha. Tạm biệt em, hẹn lần sau. Hãy chắc là nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.